Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đối với các trường công lập xét tuyển sinh. Một trong những nội dung đáng chú ý tại công văn này là điều chỉnh điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10. Theo đó, điểm chuẩn của nhiều trường đã được điều chỉnh xuống từ 1 đến 2 điểm, trong đó trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, huyện Buôn Đôn điều chỉnh từ 31 xuống 29 điểm. Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột điều chỉnh từ 32 điểm xuống 30 điểm. Thêm điều kiện điểm trung bình môn học kỳ lớp 9 là 6,9 điểm đối với trường hợp bằng tổng điểm xét tuyển. Trường Trung học phổ thông Hồng Đức, thành phố Buôn Ma Thuột điều chỉnh từ 36 điểm xuống 34 điểm. Thêm điều kiện điểm trung bình môn học kỳ lớp 9 là 7,2 điểm đối với trường hợp bằng tổng điểm xét tuyển. Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Ea Leo điều chỉnh từ 31 điểm xuống 30 điểm, thêm điều kiện điểm trung bình môn học kỳ lớp 9 là 7,1 điểm đối với trường hợp bằng tổng điểm xét tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trường trung học phổ thông công lập xét tuyển sinh có điều chỉnh điểm chuẩn thông báo đến những học sinh trong danh sách đăng ký tuyển sinh của nhà trường đủ điểm trúng tuyển bổ sung khẩn trương làm thủ tục nhập học. Mặt khác, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trúng tuyển, bổ sung được rút hồ sơ để làm thủ tục nhập học theo nguyện vọng, tránh gây khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh.